Chồng ơi, ở nhà đem cái áo này đi giặt khô lá hơi cho vợ nhá. Nhớ nhá, giặt khô lá hơi. Có cái giặt khô là hơi thì mà cứ phải loay mãi. Biết rồi, cứ đi đi. Giặt Wow. khô có gì mà không giặt được. Bao nhiêu năm kinh nghiệm giặt quần áo, giặt khô mình cũng giặt được. Đây thì giặt khô này. Giờ đến công đoạn là hơi. Thiếu gì mà là hơi thì không đơn giản đấy, hết cả hơi. Chồng yêu ơi, ở nhà giặt áo cho vợ chưa? Đấy, vừa mới giặt xong đấy, được hết cả hơi. Hôm nay chồng giặt ở đâu mà nhanh thế? Giặt ở quán nào mà cứ mùi thum thủm khăm khắm thế này? Thì sáng vừa mới ăn bún đậu mắm tôm xong, à hết cả một bụng hơi mà đấy. Chồng giặt á? Vâng. Hà hơi của chồng vào đây. Vâng, hết một bụng hơi này. Trời ơi!